Hello anh em, chào mừng em đã trở lại với Shiro mình, Shiro với Gibby. Nếu quý vị đang được gặp nhau với những clip thì tại mình đang có mặt tại nó sớm live của tân thủ huyền thoại của mình. Thì như thường lệ thôi, cứ cách một ngày chúng ta lại quay lại với tân thủ. Và ở cái clip trước thì mình đã cùng anh em hoàn thành được cái phó bản hình như là gần một nửa rồi. Gần một nửa phó bản Imperdown rồi, thì hôm nay chúng ta sẽ hoàn thành phó bản luôn. Chúc anh em một ngày tuyệt vời, vui vẻ, cũng như là xem clip nhớ like video, subscribe, đăng ký kênh. Ấn vào đăng ký kênh để ủng hộ cho mình là mình vui rồi. Ok, nâng cấp cái này nào. Đấy, cấp này berry nhiều nè anh em. Mà dạo này đã chứ nhiệm vụ nó không trở lại cho nên là mình cũng không biết làm cái này làm gì luôn. Phải đen. Vàng 10 berry, berry, lấy berry đi anh em. Danh vọng giờ cũng không lấy làm gì hết á. Tôi lá ít bữa full tướng cũng thua à. Với đây mình cũng không có chơi tướng trong đó. Ok. Rồi, ok. Hôm nay mình sẽ hoàn thành phó bản Imperdown nha anh em. Tại vì thằng Luffy đã xâm nhập vào Imperdown thành công rồi. Cho nên là hôm nay mình sẽ vào Imperdown phó bản Imperdown, hoàn thành phó bản Imperdown luôn. Rồi, không nói năng nhiều nữa, hoàn thành luôn đây. Đi nhận nhiệm vụ đã. Và mình nhớ không nhầm thì muốn có Haki nhân vật chính thì chúng ta cần đạt cái nhiệm vụ đó là vua hè, tức là gặp thằng Buggy. Không biết là phó bản này có chưa, nhưng mà giờ mình sẽ đi nhận nhiệm vụ đó là nhiệm vụ sau truyền tin. Có vẻ là chưa tới nè mà. Đây các bạn level 120 rõ ràng nè anh em, nhưng mà mình vẫn chưa thấy các bạn vua hề đâu hết. Rồi đi luôn, cứ đánh với bọn nhảy nhép trước cũng được, không sao, cũng không phải là vấn đề gì quá to, cứ từ từ rồi sẽ tới thôi. Mình cũng có khá nhiều địa hạt, không biết là Haki nhân vật chính sẽ lên được cấp mấy nữa, mong là sẽ càng lên càng cao càng tốt. Yeah, Haki nhân vật chính thì nó sẽ tăng cái thiên phú rất là ngon nha anh em, tăng cực kỳ ngon luôn. Đánh nhanh gọn lẹ luôn nè, cái bọn này cũng chỉ là bọn nhả nhép thôi chứ không có được gì đâu, bọn lính lát thôi mà anh em. Khi nào thấy boss thì mình sẽ cho anh em xem skill, chứ bọn lính lát thì thấy xem gì cho mệt. Tính ra là mấy đứa này hình như là chỉ có một đứa thôi sao á. Con anime thì đâu có xuất hiện hết bọn này đâu. Làm gì có con y tá hay làm gì có con này ta. Con này như là, con này có không ta, hình như là có. Con này như có. Còn cái thằng lạ lạ này lạ vãi lên luôn ấy. Đâu con đầu bếp rồi còn đâu ăn, y tá tè le, không biết xuất hiện đâu ra nữa. Còn 10 phút. Adu, còn 10 phút có đem à. Toàn rộng giáo ui. Đang chơi bời mà còn 10 phút là hãy thua rồi đem. Sau truyền tin là xong rồi nè đem. Tiếp theo là hành lang vô tận. Ui, vẫn chưa thấy vua hè đem ơi. Có phải là nhiệm vụ cuối không ta? Mong là nhiệm vụ cuối nha. Nhiệm vụ cuối mới ngon chứ. Chung thì chắc là phải chờ đợi thôi anh em, cuộc sống mà. Rồi đánh tiếp đi, hoàn thành phó bản luôn đã rồi tính tiếp. Cứ hoàn thành một phó bản là sẽ có thêm nhiều cái mới. Nhiều cái mới để làm, nên thành ra thôi cứ cố gắng hoàn thành đi. Pháo hoa quốc khánh, ôi sao giờ thần dấu vật chính mình cứ chiếm chiếm còn sót một đứa đấy nhờ. Tào lao thật sự, mặc dù đam là dư sức rồi đó. Theo mình thấy là đam là dư sức để giết. Nhưng mà không ngờ, không hiểu sao lại là cứ đơ đơ. Lại cứ dư một đứa. Ok. Ok. Ủa đâu rồi? Nó đâu rồi anh em? Đây phải không? À cái này không phải. Chưa đánh xong, đánh này đi. Ủa cái gì đây? Sao mà lại xuất hiện tùm lum vậy anh em? À đây mới đúng chứ. Nó xuất hiện tè le, không biết đánh đứa nào luôn. Mình bị ảo rồi anh em ơi. Đấy, lại sót đứa. Bây giờ sức mạnh nhân vật chính của mình nó đạt một cái đẳng cấp là sót một đứa rồi anh em à. Quá là kỳ lạ. Ok. Bóng bay đỏ. Được cái gì cũng được, cái gì cũng được anh em, không mình không đòi hỏi, chỉ cần được trong vật phẩm đổi quà là được rồi. Học quà quốc khánh cũng được luôn, cái này cũng đổi ra ngon mà. Ý có quà rồi nè. Rồi hiện tại mình thấy chỗ này cũng không có buggy luôn. Rồi toàn thật rộng giáo, vẫn không có buggy, tức là nhiệm vụ hai cái nhiệm vụ chính của mình đều không được thực hiện rồi. À vua hè nè em ơi, trời ơi, mình vừa nói xong dứt câu thì hình như là mình vừa nói dứt câu thì xuất hiện vua hè đây mà, quá toàn. Rồi đây xong cái này là mình có hai cây vật chính nha anh em. Trời ơi thơm ngon chưa, thơm ngon chưa. Ý da, hợp lý. Ủa da, buggy kìa. Ôi giời, nó ngáo, buggy nó ngáo kìa. Trời ơi. Ủa cái gì vậy? À đâu phải đánh cái này trước chứ. Buggy này là buggy tiến hóa nha anh em. Buggy đã tiến hóa, buggy mặc đồ tù nhân. À, cầm phi tiêu các kiểu khá là buồn cười. Buggy mà cũng bị bắt nữa ta. Chán thiệt, buggy biệt danh Haki gió vương mà anh em.
Nếu anh em chưa nghe danh của Bugi thì Haki Gió Vương. Ngoài ra thì cơ thể không, ngay cả kiếm sĩ bắn nhất chém của ông CJ mà anh em. Có đeo dính vô cái còng tay trác quỷ, còng tay đá biển là thôi toang rồi đó. Dính vô còng tay là không làm gì được nữa luôn. À, khả năng trác quỷ coi như là toang tan tành mây khói, cho nên bị bắt là phải rồi. Đó, tên này cũng là một hải tặc khá là ngầu. Theo mình thấy thì tên này cũng là một hải tặc khá là ngầu. Không biết là ngầu về vấn đề gì nhưng mà mình thấy khá là ngầu. Nói chung là rất là sống rất là dai, và nói chung là trong mọi trường hợp thì đều sống được và đều rất là xâm ruồi, đều rất là chém gió các kiểu anh em. Đấy, chém gió. Thì đây, thuyền trưởng băng Bugi đàng hoàng nha anh em, thuyền trưởng rồi đấy. Và hồi xưa cũng là tập sự của băng Roger, phải đùa đâu anh em. Tính ra sống cũng lâu quá nhờ. Khi tầm bão bị thủy đội bắt giam ở tầng 1 đỏ thắm, nhưng hắn may mắn gặp được Luffy trong ngục, còn được các tù nhân sùng bái, đồng thời thân thế của hắn cũng dần hé lộ. Trời ơi ghê không? Thân thế đồ. Ui tào lao thật sự. Thân thế đồ là thấy ghê rồi anh em. Rồi phóng phi tiêu. Á à, chà ghê đấy. Haki Gió Vương ghê đấy. Úi trời ơi, úi trời ơi. Con nọ rồi, con nọ, con nọ. Anh em bầu rồi. Ui dồi ôi, đá đi mà tiền đá ra quả cầu á, quả pháo. Ghê ghê. Nói chung là ghê đấy. Mày hả con, ghê không mày? Ghê, nói chung là ghê. Haki Gió Vương các kiểu. Rồi như là mình đã xong nhiệm vụ vua hè, vậy là mình đã có Haki nhân vật chính rồi. Đấy, những anh em nào mà cần, những anh em nào mà cần biết được các bạn nào mới có Haki nhân vật chính thì em sẽ đi tới phó bạn này nha, tới phần Iberdao. Đấy, đi tới phó bạn này anh em sẽ gặp vua hè, gặp thằng Bugi Haki Gió Vương là anh em sẽ có. Rồi ok, giờ mình mở được Haki nhân vật chính rồi. Nó lành cành đào rồi anh em ơi. Đó, Haki nhân vật chính nè, thấy không? Đấy. Nhấn vào đột phá là sẽ có nha anh em. Chọn đột phá này nè, đấy. Xong chọn nhân vật chính. Ui. Sau khi nâng cấp lên cấp 1 nha anh em. Cấp 1 là vòng màu trắng này. Vòng này chắc là gọi là vòng gì đó hợp lý anh em. Vòng này là vòng gì? nó không có được đẹp lắm nha, mình cũng không biết gọi là gì. vòng màu trắng. Gọi là vòng màu trắng. Vật công thì nói chung là cũng không có được nhiều, vẫn là bé trừ rồi. Tăng về cái mặt công, mặt công vẫn vậy. Cái này vẫn SR, à, vật phòng lại được một bậc. Vật phòng được một bậc. À, tiệc chiêu phòng được cũng được một bậc. Không phải, ma phòng được bậc. Vậy là ta được ma phòng về một phòng thôi. Ma phòng về một phòng mà đem. Hơi đen. Cũng được. Nhưng mà này, cái đó mới cấp 1 nha đem, nên cấp 2 nó sẽ tăng nữa. À, chắc là clip sau mình mới nâng. Dành một riêng một clip đặc biệt nâng cho đem xem luôn thì nó sẽ hấp dẫn hơn. Rồi còn bây giờ thì chắc là mình sẽ kiếm gì đó đi cho vui đi. Cái này tại mình vẫn chưa đủ nha. Còn thiếu tới 4 cái quốc kỳ là đem, quốc kỳ khá là đắt. Quốc kỳ như 100 vàng hay sao á, 200 vàng luôn. Trời ơi, toàn. Quốc kỳ thì có thể đổi từ cái pháo hoa thì phải. Nhưng mà tới 40 cái lận, mình mới có 17 cái cũng thua chứ làm gì. Ok, giờ để gì bây giờ ta? Chụp server sao rồi, dạo này sao rồi? Sau khi nó gặp server thì xếp hạng của mình nói chung là bị giảm trầm trọng rồi anh em. Bây giờ chắc là mình sẽ đánh vài trận đấu trường coi sao. Khoa ke gì đây? Là chiến nhiều đây? Nhưng mà top 16 mà 121 hả? Chịu 6 hả? Hình như cái Mike này thách... Ui... Thách đấu bạn, bạn thua liên tục. Tới này thì làm sao mà mình đánh nổi. Rồi đánh với thanh niên này để làm mới trước đi. Rồi lắc rồi anh em. Nó đã bị lắc rồi. Ây da, tự nhiên đau bụng quá. Tự nhiên mình bị đau bụng anh em à. Không biết là bị lý do gì mình bị đau bụng quá à. Toàn thật luôn. Đoán được nhân vật chính này. Ok, làm mới ra cũng như không luôn. Mình chả thấy ai mà đánh được luôn. Anh Vũ này lực chiến nhiêu đây? 2.3 triệu thì sao mà đánh lại được. Blood One BHN 1.7 triệu chứ. Đánh không lại, BHN 1.7 triệu đánh không lại. Mình mới có 1.2 triệu là ăn gì. Đây, đánh thanh niên này làm mới cận lên đi. Trâu nha, trâu, cũng khá trâu em. Miễn dịch luôn, ghê vậy. Nhưng mà chính mình có trái gì mà miễn dịch được cái trạng thái hỗn loạn người ta.
Ui, tráng trọng tâm anh em ơi, ngon. Đúng lúc đấy. Tráng trọng tâm công nhận lợi hại đấy. Quên rồi, quên rồi, quên rồi. Úi trời ơi, loa KS. Loa KS thất bại mới đau chứ. Vừa làm mới ra thì nói chung là vẫn như cũ thôi, không thấu gì hết. Nói chung là mấy cái trận này nó bây giờ hết 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 cỡ rồi anh em, không thể nào mà mình tăng hạng được nữa, kiểu như vậy á. Cá đen. Không hiểu vấn đề gì luôn nhưng mà thôi được rồi. À, được rồi, hôm nay mình đã hoàn thành phó bạn và bà đã có được hai cây nhân vật chính nha anh em. Mong là clip sau mình sẽ cùng anh em hai cây nhân vật chính thành công và nhân vật chính mình sẽ lên một tầm cao mới. À, anh em nhớ đón xem nha. À, cảm ơn anh em rất nhiều theo dõi clip mình, nhớ like video, subscribe đăng ký kênh cũng như là ấn đăng ký kênh nhiệt tình ủng hộ cho mình, và ngoài ra rất là nhiều thứ nữa. Anh em cứ những cái thao tác quen thuộc để ủng hộ mình là mình vui rồi. À, level 3 Neko Neko tri thức giờ hết trái rồi. Rồi thôi được rồi. Chạy sớm man.